Phía sau lưng Từ Siêu á là một chiếc ghe cũng đang tìm chủ, mà chiếc này là đóng mới hoàn toàn nha, mới xong phần thân nè. Bây giờ chúng ta sẽ vô chi tiết. Giá cũng được lắm ha, 160 triệu, tặng cho quý vị 50 lít dầu chạy về xuống ngủ luôn nha. 160 triệu, vô chi tiết thôi. Chiếc ngủi nha, gò má của nó là vuông ha, vuông nha quý vị, mẫu đề mới là gì đó. Chiếc này quý vị có thể đem về làm nhiều nghề lắm. Kích thước của nó là 2m8 ngang, ngang 2m8 nha. Này mình đi câu lôi ở Vũng Tàu á, Cùng Đảo là đúng bài luôn. Phần thân thì cũng đã sơn rồi. Cây á, là cây bạch đằng nguyên con luôn. Bạch đằng nguyên con luôn nha. Dày nước dài. Phần cabin thì tan lên. Chiều dài của nó là 11m, tâm hạ là 1m4. Keo á, là anh chủ nói là hai lớp sợi, một lớp bột. Đó. Bơi bột nè. Cây bạch đằng. Bây giờ mình lên đây mình coi nữa nha. Phần bon á, phía trên này chưa có xong. Thì ở đây á, là người ta sẽ hoàn thành với quý vị đàng hoàng hết. Giá thì 160 triệu à. Ở đây anh chủ này là tính là ghẻ đàng hoàng ha. Sẽ làm ách neo và mắng neo. Đó. Ngon lành đàng hoàng. Tâm hạ là 1m4. Ở đây tổng cộng có 3 hầm. Đó. Mình mua về thì mình phải chăm sóc kỹ lưỡng nha. Phải tha ba cái dầu cũ nhất cặn, rồi tha ba cái thuốc sâu á, trộn chung lại mình tha nữa là lý tưởng luôn. Một năm thì mình cho nó uống khoảng 3 lần. Đó. 3 lần là được. Theo Từ Siêu nghĩ như vậy đó. Cứ cho nó uống suốt vậy đó. Còn phần cabin đây á thì làm theo mẫu nào quý vị yêu thích á, muốn ngồi phía này cũng được hay ngồi phía sau lái cũng được đó. Cái này theo yêu cầu. Quay sản phẩm gì đó để cho quý vị coi để biết thêm. Đó. Chiều dài là tính luôn cái phần lái giả phía sau này nè nha. Là nó tới 11m. Đây là hầm lái nè. Đó, xuống đây. Còn đây vô trong cabin. Đó, là nghỉ ngơi, ngủ nghỉ trong đó. Còn chỗ ngồi lái thì phía trên. Hôm nay mình được anh chủ ụ nhờ quay 3 clip. Đó, clip này clip thứ 2, chút nữa còn một chiếc ghe nữa. Cứ gọi cho anh chủ nha, chiếc này là không có thương lượng nha. Chỉ là tặng cho quý vị một can dầu. Đó. 50 lít chạy về xuống ụ đàng hoàng. Đó, vỏ không đó. Về phần be á, là be 2 phân. Còn dây cong á, là dây cong 5 phân. Dây ga là có 4 dây ga. Bạch đằng thì bạch đằng, đừng khi dễ. Chưa chắc gì mấy cây kia là bằng nó đâu thiệt. Chưa có xài á. Nếu mà quý vị xài gọi quý vị mới biết. Cứng ngắc rồi nha. 4 dây ga. Xài bộ sông thép. Cặp cổ thì 2 dây. Ở đây thì chưa có xếp tiếp tâm bua. Sản phẩm này thì làm bán mà. Nói chung thì tùy theo mỗi người ta xài lắp lớn hay lắp nhỏ nữa. Đó. Ở đây mình đặt cái máy 4 được nha. Chiếc này đặt tới 43. Máy 6 thì nó chật lắm.
Rồi đi xuống nha. Mua về thì chăm sóc kỹ vô. Dầu cũ nhớ cặn đó, thuốc sâu đó pha vô. Rồi đi xuống. Phía sau nhìn tới nè. Cái chung dáng này từ siêu chấm là được nha. Được. Mấy mẫu này đóng bây giờ theo kiểu đời mới á, gò má nó vuông đẹp lắm. Là ký đó. Xây từ tầm bùa. Này mình xài lắp 45. 45 50. Ống thì 90 cái tôm bua á. Giờ sấy cái đầu tí tôm bua dài tới đây nè. Đó. Cho nó bắt nước ha. Im. Mấy mẫu đề mới bây giờ là bên lái dựng đây. Chiếc này theo tôi suy nghĩ cũng rẻ nha. Đóng sẵn gì đó bán. Sẽ làm đẹp cho quý vị đàng hoàng, khỏi lo. Lương đụng thì nó dày 8 phân. Hồi nãy giờ mình quay cũng sơ lược cho quý vị xem rồi. Xin nhắc lại nha. Bề ngang á là 2m8, bề dài là 11m, tâm hạm 1m4. Đó. Keo thì lắp 2 lớp, một lớp bột nữa là 3 lớp. Về phần cây là cây bạch đằng nguyên con. Be là 2 phân, cong là 5 phân. Rồi giá là 160 triệu, tặng cho 50 lít dầu chạy về. Rồi mình quay đến đây thôi nha. Quý vị cứ gọi cho anh chủ, số điện thoại trên màn hình á, gọi cho ảnh. Không thương lượng nha,